Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 2020, đến với bản tin Hoa Thượng Đốn tối nay gồm có bản tin về khu trục hạm Class Zumwalt, vũ khí chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin về lịch sử khu trục hạm Class Zumwalt do Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phân tích thời sự Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thì chúng tôi muốn gặp anh Nguyễn Phú Quý để mà tiếp xúc với anh, để mà nhằm tìm hiểu về một chiếc tàu mà chúng tôi nghĩ rằng cái chiếc tàu này á, nó có nhiều cái liên hệ với anh Quý trực tiếp hoặc là gián tiếp. Do đó là lý do là chúng tôi có một cái đề tài ngày hôm nay. Trước hết, xin được kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài VATV và SBTN DC. Khi mà chúng ta nói có một cái khu trục hạm rất là tối tân, mà cái class của nó đó là mang tên của một người tướng của Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Anh Quý có thể cho biết vị tướng này là ai và cái mối quan hệ đặc biệt giữa anh và gia đình của ông tướng này vậy? Dạ, thưa anh Nhân, thưa quý khán thính giả, thì cố đô đốc Elmo Zumwalt là cái người tư lệnh hải quân trẻ nhất nước Mỹ, được phong chức tư lệnh lúc 49 tuổi. Lúc đó ông là năm 1970. Thì khi mà làm tư lệnh đó thì 49 tuổi thì quá trẻ so với những người mà đang đứng chờ để được lên chức tư lệnh đó. Thì cũng có một cái cơ duyên là ông đại tướng Zumwalt này đã sponsor gia đình của tụi này, với lại ông gia đình ông cậu là cố đô đốc Trung Tấn Khang, tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam. Thì tụi này đã được ở nhà của ông đại tướng đô đốc Zumwalt này cũng 5 tháng ở năm 1975. Và khi mà chiếc đầu tiên được hạ thủy đó, cũng trong cái class của ông Zumwalt đó, thì anh Quý cũng có mặt. Và tới cái chiếc thứ ba thì cũng có anh Quý. Anh Quý có thể cho biết cái sự ngưỡng mộ của anh Quý về vấn đề tối tân, vấn đề khoa học, và đặc biệt là Hoa Kỳ đã dùng cái class này để mà biến những cái chiếc tàu ở trên biển cả mà có một cái khả năng chiến lược rất là lợi hại. Cái loại khu trục hạm này là cái loại khu trục hạm mới nhất của Mỹ và tối tân nhất. Thì khi chính phủ cho ngân quỹ để làm 32 chiếc tàu thì càng ngày cái chiếc tàu này lên nó càng đắt. Thì tổng số ngân khoản mà xây được 3 chiếc tàu của cái Zumwalt class này lên tới gần tới 13 tỷ. Thành ra cuối cùng chỉ được có 13 chiếc thôi. Chiếc đầu tiên thì được gọi là chiếc DDG Zumwalt, thì khi nó commission nó gọi là USS Zumwalt, là cái tàu mà được gắn vào cái hạm đội Mỹ là commission. Thì trong hải quân nó có 3 cái cuộc lễ quan trọng để mà ra mắt một cái chiếc chiến hạm. Cái thứ nhất nó gọi là keel laying ceremony, thì tạm dịch là lễ đặt viên gạch đầu tiên, hay là để đặt cái lường xuống. Thì cái lễ này rất quan trọng là tại vì khi mà cái lường là cái phần mà cứng nhất của cái chiếc tàu, khi mà xuống ra mắt đồng bào thì nó có cái vấn đề quan trọng đó. Rồi cái khi mà tàu mà hạ thủy để mà thử nghiệm thêm đó, nó gọi là cái christening ceremony. Thì cái đó, hai cái buổi lễ đó được tổ chức rất long trọng ở tiểu bang Maine. Thì tôi được hân hạnh được đi dự cái hai buổi họp đó, buổi tiệc đó. Và cái ngày cái buổi lễ cuối cùng nó gọi là commissioning, thì khi mà gọi là commissioning thì nó cho cái chiếc tàu đó được có thủy thủ đoàn để mà nhập vào cái hạm đội của nước Mỹ và hải quân của Mỹ. Thì cái buổi lễ đó thì tổ chức ở Baltimore năm 2016. Thì ngoài cái chiếc đầu tiên là cái chiếc USS Zumwalt thì có hai cái chiếc tương tự như vậy, thì nó cũng là loại class hay là loại lớp, mình gọi là lớp hay là hạng. Zumwalt thì có chiếc USS Michael Mansour, là của một người thủy thủ anh hùng đã hy sinh để mà cứu đồng đội ở Iraq. Anh là thủy thủ của SEAL. Thì cái đó cũng là một cái cách mà để mà honor hay là vinh danh một cái người thủy thủ quá quá can đảm để mà hy sinh cứu đồng đội bằng cách là nhảy lên cái lựu đạn để mà che mình, lấy cái mình của mình che lựu đạn để cứu biết bao nhiêu đồng đội. Và cái chiếc cuối cùng là cái chiếc USS Lyndon Johnson, là cái người tổng thống thứ 36 của nước Mỹ.
thì ba chiếc đã được hạ thủy và đang hai chiếc kia thì đang được thử nghiệm. Thì tháng vừa rồi thì Hải quân Mỹ đã làm lễ nhận chiếc tàu này từ cái người mà sản xuất tàu là General Dynamics, với lại BAE Systems rồi Raytheon, thì nó đã được chính thức nhập vào cái hạm đội của Mỹ và Hải quân Mỹ. Và khi mà chúng ta nói những cái chiến tàu mà nó khu trục hạm mà nó đi theo những cái chiếc hàng không mẫu hạm thì anh Quý có cái nhận định nào về cái khả năng chiến đấu cũng giống như nó để bảo vệ một cái chiếc hàng không mẫu hạm lớn hay không vậy? Trong một cái strike force, có nghĩa là cái hạm đội tấn công của Hải quân Mỹ, thì thường luôn luôn có một chiếc hàng không mẫu hạm, thì có những chiếc khu trục hạm đi theo, rồi những chiếc tuần dương hạm, thì nó có một cái gọi là một cái đại đội của những cái chiến hạm Mỹ đi theo để hộ tống cái chiếc hàng không mẫu hạm. Thì bây giờ trong Hải quân Mỹ có tất cả là 20 chiếc hàng không mẫu hạm và 67 chiếc khu trục hạm, và thêm nữa là nếu mà muốn nói thêm thì tìm thủy đỉnh là tàu ngầm đó, thì có khoảng 66 chiếc tàu ngầm. Thì cái lý do mà ông Tổng thống Clinton ký sắc lệnh để cho sản xuất những cái chiếc tàu khu trục hạm như thế này đó là tại vì trong những cái chiến tranh Thế chiến thứ hai, rồi những cái chiến tranh bên Đại Hàn Triều Tiên, rồi chiến tranh Việt Nam, thì cái tổn thất nhân mạng nặng nhất đó là của những người lính đổ bộ. Thì cái khu trục hạm này có cái tầm bắn tên lửa gọi là hỏa tiễn, thì nó có thể nó bắn cách từ biển tới những cái căn cứ quân sự của địch khoảng 100 dặm, thì có thể tiêu diệt được những căn cứ đó trước khi lính thủy quân chiến đổ bộ lên, thì nó giảm bớt cái tổn thất về nhân mạng. Và về vấn đề bảo vệ cho hàng không mẫu hạm, thì cái chiếc USS Jumbo và hai cái chiếc Monsieur và lại Lyndon Johnson, nó có khả năng phòng không, và nó có những cái đại pháo 155 ly, và có những cái viên đạn mà nó có gọi là viên đạn có đầu mà dẫn đường, có nghĩa là nó có thể nó chính xác bắn khoảng 60 dặm. Thì ngoài ra trên tàu nó có ba cái chiếc trực thăng, nó gọi là trực thăng không người lái, thì để làm thám thính, là tại vì khi ra biển thì cái muốn tránh radar của bên phe địch thì phải có những cái máy bay thấp để nó làm cái nhiệm vụ về thám thính. Thì như vậy thì nó không có bị những cái gọi là SAM, gọi là surface to air missile có thể bắn được, tại vì cái nó không có tản ra nhiệt để mà cái những cái hỏa tiễn nó đi tìm. Thành ra trong cái chiến hạm này nó có những cái súng mới mà nó trang bị là những cái súng laser, laser. Thì ngoài cái đó ra, nó có những cái súng phòng không 55 ly, thì nó có thể bắn những cái chiếc mà máy bay định tấn công. Và ngoài ra lúc sau này thì phía Trung Cộng và Nga cũng có nhiều drones, những máy bay mà không người lái đó, thì trên tàu nó có những cái radar, nó có thể nó jam hay là nó làm cho cái radar của mấy cái drone này nó bị hư, không có thể sử dụng được, mà không có định hướng được. Thì những cái kỹ thuật mà xài cho cái chiếc Jumbo này đó, thì trong tương lai sẽ áp dụng vào những chiếc chiến hạm khác của Mỹ đang tuần hành ở trên biển. Thì nếu nói về Hải quân Mỹ, thì Hải quân Mỹ không hẳn là hải quân lớn nhất của thế giới, nhưng mà có nhiều hàng không hạm, nhất là tổng cộng là 20 chiếc. Thì khi mà đi làm nhiệm vụ mà quân sự đó, thì hàng không hạm rất quan trọng, nhưng mà ngoài hàng không hạm phải có những tàu như khu trục hạm và những cái tuần dương hạm đi theo để hỗ trợ. Yeah. Và anh Quý, em trở lại cái chuyện mà anh được ông Jumo bảo lãnh, gia đình bảo lãnh, thì nói về cái đức độ và nói theo cái công tâm của anh Quý, thì anh Quý ghi nhận như thế nào về ông tướng này? Dạ, thưa ông đại tướng đô đốc Jumo đó, là khi ông nhậm chức là năm 1970, cái người trẻ nhất, thì là cái người trẻ, ông có nhiều cái tinh thần rất là phóng khoáng. Cái thứ nhất đó là ông đã cho lên chức phó đề đốc đầu tiên một cái người da đen, là ông Gravely, lúc đó là năm 1971, và cái người phó đại đốc mà nữ đầu tiên của nước Mỹ là bà Arlene Dirk. Thì
anh Nhân nhớ là năm 1970 đó, những cái ông cụ già mà đô đốc hay là những cái xã hội Mỹ lúc đó cũng chưa có tin tưởng người da màu với người phụ nữ làm cái chức mà tướng hay là chức phó đại đốc, mà trong ngành hải quân mà lên tới chức tướng hay là chức mà phó đại đốc là cái chức tướng đầu tiên đó rất là khó, tại vì cái quân số nó không đủ để cho tất cả những người đó lên. Thì ông Tổng thống Clinton khi mà đi làm đi nói ở cái đám táng của ông Đô đốc Zumwalt năm 2000 đó, ông nói ông Zumwalt là cái người nhân đạo đầy lòng bác ái và đã cải thiện được cái tinh thần của hải quân của Mỹ. Thì khi tôi này ở nhà ông 5-6 tháng ở Arlington, Virginia, thì ông đã giúp đỡ rất nhiều. Ông có người con, ông có hai người con trai và hai người con gái, thì hai người con trai đã đi lính ở Việt Nam, và một người anh lớn trong hải quân thì cũng bị ảnh hưởng màu da cam và mất sớm. Rồi cái đức độ của ông rất là đầy lòng bác ái, là tại vì ông luôn luôn lo vấn đề mà những cái vấn đề màu da cam ảnh hưởng đến những người quân nhân Mỹ đã đi chiến tranh ở Việt Nam. Mà ngoài ra ông cũng đã giúp đỡ nhiều về những người Việt Nam bị ảnh hưởng màu da cam qua những cái hội từ thiện. Thì ông đó với bà và cái người mấy người con thì khi qua rất là tận tình giúp đỡ gia đình tụi này và gia đình của ông cậu cụ phó đô đốc Trung tướng Kha, cho tới ngày tụi này ra khỏi nhà mấy người đó là cũng gần 6 tháng. Và sau đó thì người ta vẫn liên lạc thường xuyên để mà xem coi mình có cần cái gì không. Thì không phải gia đình tụi này không, mà ông đại tướng này đã có rất nhiều chương trình mà từ thiện để giúp đỡ những người đã chiến đấu ở Việt Nam, quân nhân Mỹ gặp những người mà bị ảnh hưởng màu da cam ở Việt Nam. Xin được cảm ơn anh Quý rất là nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN và VATV. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin khu trục hạm Zumwalt với Minh Thúy. Tàu khu trục tàng hình Zumwalt của Hải quân Hoa Kỳ đã rời xưởng đóng tàu Bath Iron Works, tiểu bang Maine, lên đường tới căn cứ San Diego, California với hành trình dài 3 tháng, đã hoàn thành thử nghiệm trên biển và sẽ làm lễ bàn giao gia nhập Hải quân Hoa Kỳ tại Baltimore vào ngày 15 tháng 10, 2016. Theo nguồn tin từ Navy Time, Daily Mail, ban đầu Hải quân Hoa Kỳ dự định sẽ đóng 32 chiếc tàu trong chương trình Zumwalt, sau đó giảm xuống 28, rồi xuống 7 và cuối cùng là 3. Tàu Zumwalt được mang tên của Đô đốc Elmer Burt Zumwalt Jr., là cựu tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1970 đến năm 1974. Đặc biệt là trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ông là vị chỉ huy chiếc tàu nhỏ tuần tra vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam. Zumwalt là một loại tàu chiến với chiều dài là 610 feet, chiều ngang 80.7 feet, nặng khoảng 15 tấn. Có hình dạng góc cạnh, phần tháp của chiếc tàu làm bằng vật liệu composite giúp giảm thiểu tối đa phản xạ sóng radar. Với thủy thủ đoàn là 147 người. Tàu được trang bị một hệ thống vũ khí mới có thể bắn 600 tên lửa vào các mục tiêu cách xa khoảng 70 mai. Tàu Zumwalt phải mất 4 năm để chế tạo với chi phí là 4.4 tỷ Mỹ Kim, trở thành một chiếc tàu khu trục đắt nhất của Hoa Kỳ.